Quái, quá bà con ơi. Lỗ kìa. Quá ghê, quá ghê. Bên ngoài xe đét nha các bạn, đang chạy. Lỗ hết trơn luôn rồi, cháy quá trời luôn rồi. Đâu đâu xuống dòng xăng mà tốt đó mấy ông, mấy ông nội đó sao mà không lấy phao nhảy vô đó hỏi nổ. Bên phà xa đá. Hình quá, mình 51 nữa mình xuống phà rồi mình bị cháy xe rồi. Thank you.
không có ai bị gì hết, trái xe không à. Về gà mới chết, chết nhảy xong chết trên bờ chết cháy luôn, nhiều khi mới lỗi đó. Anh nhiều lưu lúa hồ anh cảnh đâu hào chảnh nhấp chân đó, mà trong đó cô thấy không đủ trên bờ đâu, không nhảy vô đây 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 không nổi nào nào. Ông ơi, chiếm bà ông bảo vệ ha. Ừ. Thôi về mở cửa trả lấy người. Quay luôn hả? Mẹ nào mới thấy bà cháy nha. Cháy hết xe luôn rồi nha. Xe nào cũng cháy, với bà cháy hết luôn rồi. Bỏ vậy xe nó cháy đó, cái máy phà nó còn đổ đó. Con cát là cứu bò được, cứu được mấy chiếc xe. Để người ta một cát ra. Em mấy con cát nó đổ thứ gì thì nói. Cái lửa đâu mất tiêu trên tại. Lửa lửa. Cái giòi nó sập sạc. Sập dữ lắm luôn. Sao được đâu. Trời ơi, xe đã cháy cả sườn không à. Ờ quá, vợ có anh nghe cái. Bỏ xe chứ chết sao. Hồi nãy có máy bình mà sao nãy có máy bình đâu có thấm đâu. À, quá chút xíu rồi mình xuống là mình thì mình cháy dữ luôn rồi. Cái xe còn cái sườn không luôn. Xe nó nổ nó cháy rồi, nó cháy hết luôn. Cái xe nổ trước hả? Cháy cái sườn không à? Có xe du lịch với xe tải đầu trước nữa. Xe xuống cháy rồi nó cháy hòa luôn á. Ai đâu lên tới đường tắt. Ông quả quạng là thầy công nó tắt liền chứ. Là cháy là tại trời ơi, chưa chạy ra nó mới chạy ra rồi xong chết rồi xong hết rồi. Bên phà Sa Đéc Miễu Trắng. Chơi luôn.